Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, trong khi từ đầu tháng 6 năm 2022, tình trạng mưa lũ tại khu vực đập Tam Hiệp gây ra bao thảm cảnh điêu đứng cho gần 20 triệu dân sống ở khu vực thượng và hạ lưu, làm thiệt mạng hàng chục thậm chí đến hàng trăm ngàn người, tàn phá nhà cửa, đất đai, hoa màu, của cải, gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la, gây kinh hoàng và chấn động dư luận. Nguy hiểm hơn, khi một số đông người Trung Quốc đã bỏ xứ xa quê, vác ba lô đến 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam tìm cách vượt biên nhằm tìm cuộc sống mới, họ truyền tai nhau rằng chỉ có Việt Nam là nơi yên bình và đáng sống trong thời điểm hiện tại mà thôi. Họ được biết đến như vậy là tại vì ông Tập Cận Bình và giới quan chức mafia Bắc Kinh đã tiêm nhiễm vào đầu họ rằng Việt Nam là nơi đáng sống. Và đúng là như vậy thật, thế nhưng họ đâu có biết rằng người dân Việt Nam chúng tôi không bao giờ chấp nhận dòng người di dân của Trung Quốc xâm nhập và đất nước Việt Nam chúng tôi, dù là chính quy hay là vượt biên. Không những thế, những người dân Việt Nam chúng ta đang ở Đài Loan, dù là lao động hay là sinh sống, cùng bình luận rằng tôi đang ở Đài Loan và nhìn thấy rõ người Đài Loan cũng rất ghét người Trung Quốc. Thưa quý vị, trong lúc chính quyền và người dân vẫn đang còn chật vật đối phó với lũ lụt như kiểu họa vô đơn chí mà ông trời dường như chưa muốn buông tha cho con đập này, thì trong tuần này, cơn bão số 2 đã tiếp tục đổ bộ vào Trung Quốc, đặc biệt là khu vực các tỉnh miền Nam của đất nước này, khiến cho tình hình mưa lũ tại khu vực đập Tam Hiệp càng thêm trầm trọng hơn và ngày càng nguy hiểm hơn. Thưa quý vị, cơn bão mới đã khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc bị thiệt hại vô cùng to lớn, đến cả các thùng container cũng bị thổi bay. Sáng qua, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào Quảng Tây, Thượng Hải, gần khu vực trung tâm, sức gió tối đa đạt trên 15. Gió mạnh khủng khiếp đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vùng ven biển của hai tỉnh trên. Cuồng phong mang theo mưa lớn quét dọc bờ biển đã gây ra thiệt hại lớn. Cơn bão đã khiến cho nhiều thùng container bị thổi bay, cây to từ 30 đến 40cm cũng bị đổ ngổn ngang và đè bẹp nhiều xe cộ, mái nhà xưởng bị lật tung, ô tô cũng không thể di chuyển được vì không thể chống lại cuồng phong, kèm theo đó là tiếng gió rít rất dữ dội. Ngoài ra, một đoạn video trên mạng xã hội cũng cho thấy cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực khác như Giang Tây, Quảng Châu, Trung Khánh, Tứ Xuyên, An Huy. Và theo một số thống kê sơ bộ, gần 2 ngày qua đã có 5.674 người thiệt mạng và mất tích trong cơn bão khủng khiếp này. Bão dữ đã gây ra mưa lớn xảy ra ở khu vực sông Dương Tử, khiến cho mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp tăng vọt. Các quan chức cho hay mực nước đã vượt quá mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dữ liệu về mực nước do chính phủ cung cấp bắt đầu dao động trong một phạm vi nhất định và nó không khớp với lưu lượng dòng chảy ra của hồ. Theo Tân Hoa Xã, trận lũ số 2 vào năm 2022 trên sông Dương Tử đã đến. Lưu lượng dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp lần này còn gấp bội, đạt trên 61.000 mét khối mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ cũng vì thế mà tăng lên 35.000 mét khối mỗi giây. Con số lưu lượng dòng chảy vào hồ là 60.000 mét khối mỗi giây, tiếp tục duy trì cho đến nay. Căn cứ theo dữ liệu mực nước, thời gian thực do mạng thủy văn chính phủ Trung Quốc cung cấp, mực nước và lưu lượng dòng chảy ra vào hồ của đập Tam Hiệp như sau. Lượng nước vào hồ luôn cao hơn so với lưu lượng nước ra. Tuy nhiên, mực nước của hồ chứa do chính phủ cung cấp lại không duy trì tốc độ tăng cao. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy mực nước đã tăng khoảng 0,82m trở lên, từ 163,47m lên đến 164,29m chỉ trong vòng 1 giờ. Khi mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 164,29m, nó đã vượt qua mức cảnh báo 145m tới 19m. Chỉ còn chưa đến 10m nữa sẽ cán mốc mực nước cao nhất của hồ chứa Tam Hiệp là 175m. Rõ ràng nếu mực nước cứ tăng đều với tốc độ 0,82 trên mỗi giờ, chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoảng loạn cho cộng đồng của dân chúng. Hiện tại việc đập Tam Hiệp có vỡ hay không đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài nước. Vài ngày trước, các quan chức đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã có dấu hiệu dịch chuyển, biến dạng và rò rỉ, nhưng họ vẫn khẳng định rằng nó vẫn trong phạm vi bình thường. Và dữ liệu dòng chảy và mực nước không nhất quán đã cho thấy ít nhất là trong số chúng đã không chính xác hoặc cả ba đều không chính xác.
Theo những bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, việc xả lũ đập Tam Hiệp xả từ 6 cửa lên 10 cửa, nếu tiếp tục xả lũ nó sẽ khiến cho các khu vực hạ lưu nhân tâm hỗn loạn. Mưa lớn trên khu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục kéo dài, mực nước trên dòng chính và dòng phụ của sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Dương đã vượt qua mức cảnh báo trong nhiều ngày qua. Nhiều hồ nước xả lũ, tình trạng tràn đập, tràn đê, vỡ đê diễn ra liên tục. Giang Tây, Hồ Bắc thậm chí còn chủ động phá đê, lũ lụt lan tràn ở khắp nơi. Người dân đang sống trong cảnh thấp thỏm, hoang mang, không biết đập Tam Hiệp có thể oằn mình chịu đựng được bao lâu nữa. Rất nhiều người đã tìm cách bỏ của chạy lấy người và quan niệm còn người thì còn của, không luyến tiếc bất cứ điều gì, giống như đang mang bản án tử hình rơi trên đầu của mình vậy. Một khi con đập Tam Hiệp bị vỡ toang thì chế độ Đảng Cộng sản sẽ suy vong cũng như là diệt vong luôn. Vào trung tuần tháng 7, sau khi cơn bão Cha Ba đổ bộ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ đặc biệt nghiêm trọng năm 2022. Trong cơn bão vừa qua, dự đoán dòng chảy tối đa vào hồ chứa Tam Hiệp là trên 60.000 mét khối trên giây. Ngoại giới lo ngại đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng được nữa. Kể từ đầu tháng 6 cho đến nay, lưu lượng sông Dương Tử ở Trung Quốc đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa to xối xả không ngừng. Trận lũ số 2 vẫn càn quét từ đầu tuần cho đến nay. Và dự kiến trận lũ số 3 cũng đang bắt đầu hình thành. Đến thời điểm hiện tại, vẫn không ngừng xả lũ khiến cho các khu vực tại Trung và Hạ Lưu cùng Thượng Lưu sông Dương Tử tiếp tục phải hứng chịu lũ lụt. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin cơn lũ mới đã gây sạt lở ở thượng nguồn sông Dương Tử bởi mưa lớn. Những khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử như sông Băng Giang, sông Gia Lăng, đập Hương Gia Bá đến Thống Thang và thậm chí cả khu vực Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh. Cục Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi Sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố trên thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ số 3 năm 2022, dự kiến lưu lượng của dòng chảy con đập Tam Hiệp trên 65.000 mét khối trên giây, một con số kinh hoàng. Cục Thủy văn của Ủy ban Sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực hồ Thống Thang thuộc thượng nguồn sông Dương Tử. Cảnh báo màu cam gây lũ lụt tại các đoạn bên dưới hồ Động Đình, hồ Bà Dương và cảnh báo lũ lụt tại sông Kinh Gia. Ngoài ra, hãng thông tấn của Đài Bắc, Đài Loan cho hay, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục khu vực sông Dương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường đại ở Tân Bình, thôn Bắc Giang, thị trấn Huyết Khê, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lở núi và lũ quét. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng qua, một lượng lớn đất đá đã cuốn trôi nhà máy và ít nhất 200 người đã thiệt mạng. Một vụ lở núi cũng được ghi nhận tại xã Thổ Địa, huyện Cửu Long, thành phố Trùng Khánh. Đây cũng là một trong những khu vực nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo các báo cáo, vụ lở núi đã chặn dòng sông Thiên Hà ở địa phương, tạo thành một hồ nước tạm thời với khối lượng nước là 420.000 mét khối và đang có hiện tượng rò rỉ nước gây nguy cơ vỡ bờ hồ bất cứ lúc nào. Tại Kiến Thủy, tỉnh Hồ Bắc, thuộc khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp vừa qua, mưa như chút nước đã khiến khu vực nội thành thành phố bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 1. Đập Tam Hiệp có thể tồn tại trong bao lâu nữa? Trên thực tế, cho đến nay, mức độ an toàn của con đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang có hiện tượng dịch chuyển rò rỉ và biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp đã được đăng tải lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp vỡ, lũ lụt cao gần 400 mét sẽ được giải phóng với tốc độ cao hơn 100 km/h trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập. Trận lũ sẽ phá hủy đập Cát Châu đến thành phố Nghi Sương với tốc độ 70 km/h. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Sương trong vòng 5 giờ, mực nước ở Nghi Sương sẽ cao đến 10 mét. Video này đã gây xôn xao, chấn động dư luận. Thế nhưng phía chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của tỉnh An Huy sau khi xem video thì ông nói rằng video này rất có thể do một bộ phận người trong chính phủ làm ra, bởi vì người bình thường không thể đưa ra những suy đoán chuyên nghiệp như thế. Nhưng tại sao quan chức chính phủ lại phát hành video này và đưa nó lên Internet để lưu hành? Ông nói rằng ông không rõ nguyên nhân. Do đó, hiện tại tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng và điều gì sẽ xảy ra nếu một khi cơn lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát? Điều này quả thật khiến cho ngoại giới lo lắng.
Kính thưa quý vị, trong lúc ngập lụt nghiêm trọng hoành hành ở nhiều nơi như tại các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, nổi lên hàng loạt những trận bão lửa địa ngục. Vạn năm có một, sản sinh ra hàng triệu tia sét trong thời gian ngắn đánh xuống mặt đất, mang theo những ngọn lửa bất tử thiêu đốt sạch sẽ tất cả những thị trấn tại đây. Chỉ trong vòng 3 ngày đã cướp đi gần 1.000 sinh mạng, chưa kể đến những nạn nhân đột tử hoặc nhập viện do bị sốc nhiệt và mất nước. Cũng theo tờ AP cho biết, nhiệt độ bất ngờ tăng từ 37 độ C đến nhiệt độ vượt ngưỡng 50 độ C chỉ trong vòng vài ngày, quá mức là khủng khiếp. Từ đó đã hình thành nên những trận bão lửa đỏ rực, sản sinh ra gần 1 triệu tia sét chỉ trong vòng vài giờ, thiêu đốt 5 thị trấn trong biển lửa địa ngục rải rác ở các tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, cũng như khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây và khu tự trị ở Trần Cương. Nhiều cư dân mạng hoảng sợ viết đăng tải trạng thái trên Weibo rằng địa ngục đang đến gần. Cũng theo tờ báo địa phương thì khoảng vài phút, nơi đang đe dọa các công trình xây dựng và sự an toàn của cư dân thị trấn sau khi nhiệt độ tăng vọt lên đến mức kỷ lục 50 độ C. Tính đến hôm qua, lửa lan rộng gần 50.000 km2, thiêu rụi 90% diện tích khu vực này của Trung Quốc. 11 người dân sống ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc may mắn thoát chết trong trận hỏa hoạn vì sét đánh sáng nay cho biết. Thật là vô cùng thảm khốc. Cả thị trấn bốc cháy ngùn ngụt, dường như những ngọn lửa bất tử, ngay cả lúc trời đang mưa to, gió lớn vẫn bốc cháy không ngừng. Thật tồi tệ, tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì ghê gớm như thế này. Các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng ngàn người dân lái xe đông như kiến rời khỏi các thị trấn khi bị bốc cháy. Nhận định về hình thái thời tiết trên tại Trung Quốc, nhà khoa học khí hậu Jian của Viện Đại học Hannes của Pháp nhận định đây là trận hỏa hoạn đặc biệt khắc nghiệt nhất mà ông từng thấy trên hành tinh. Đây là những bão lửa theo như nghĩa đen tạo ra hàng ngàn tia sét và gần như chắc chắn là vô số vụ cháy mới sẽ tiếp tục xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia tỏ ra vô cùng lo lắng khi nhiệt và khói từ các đám cháy bốc lên cao, chúng có thể tạo ra bão lửa khủng khiếp hơn. Trước những hậu quả về đợt nắng nóng bất ngờ này, thì giới chức Trung Quốc đã khẩn cấp ban hành lệnh sơ tán cho toàn bộ các cư dân ở những khu vực sẽ hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục. Bên cạnh đó thì nhiều người dân chạy trốn lên các thành phố phía Bắc của đất nước này. Theo thống kê của cơ quan y tế, cho đến nay đã có 825 người tử vong do lửa bốc lên thiêu rụi cả nhà, khiến người dân không kịp chạy thoát. Hơn 2.100 người phải nhập viện cho đến nay có liên quan đến cái chết của gần 500 người. Một số đám cháy bùng lên trong khu vực tiếp tục thiêu đốt miền Tây Bắc của đất nước này, trong khi đó xuất gần 1 triệu tia sét bổ sung trong đám mây, có nghĩa là không chạm đất, thì ông Jian cho biết có 98.948 tia sét đánh từ mây xuống đất trên cùng một khu vực. Với ông Jian, đây là những con số đáng ngạc nhiên ở Trung Quốc vì thấy hàng ngàn tia sét đã cướp đi mạng sống của gần 150 người ở Trung Quốc trong tháng trước, mức cao kỷ lục kể từ khi con số này được thống kê năm nay 2022. Theo cơ quan khí tượng học Trung Quốc CMA cho hay, tổng cộng 141 trường hợp đã được thông báo tử vong vì bị sét đánh trong tháng 6. Một quan chức cấp cao về khí tượng học của Trung Quốc cho rằng tình trạng ấm nóng toàn cầu là nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt. Mùa hè này, hơn 700 người đã chết vì lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc, trong khi hàng triệu người khác bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Theo tin từ Tân Hoa Xã, trong các vụ việc gần đây nhất, khoảng 50 người được cho là đã chết ở tỉnh Sơn Tây, phía Tây Bắc, tiếp sau là các trận lụt do mưa lớn gây ra. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức chính quyền địa phương cho hay 23 người được khẳng định đã chết và 26 người khác đã mất tích. Trong khi đó, gần 400.000 người phải di rời đi nơi khác và ở một số khu vực điện đã bị cắt hoàn toàn ở nhiều khu vực khác thuộc Trung Quốc. Các nhà khí tượng học đã đưa ra cảnh báo đầu tiên về say nắng trong năm nay. Dự báo nhiệt độ ở miền Nam Trung Quốc và khu vực Tân Cương ở phía Tây có thể lên đến 40 độ C. Dân chúng được khuyến khích tránh nắng vào những giờ nóng cao điểm. Trước đó, cơ quan chỉ đạo cứu trợ hạn hán và kiểm soát lụt lội Trung Quốc cảnh báo rằng khô hạn nghiêm trọng đã khiến cho 7,53 triệu người lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nơi hứng chịu nặng nề nhất là các tỉnh phía Bắc gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, khu tự trị Nội Mông ở phía Bắc và các tỉnh phía Nam gồm Giang Tây, Hồ Nam. Nghe đến đây, quý khán thính giả có nhận ra điều gì đó khác lạ không ạ? Rõ ràng mưa bão vẫn đang hoành hành ở miền Nam và khiến cho người dân ở đây phải di tản, đặc biệt là muốn qua Việt Nam chúng ta dù là vượt biên hay là chính thống. Thế nhưng ở các khu vực như miền Bắc và các khu vực khác như cao nguyên Tây Tạng thì đang diễn ra những đợt nắng nóng vô cùng khủng khiếp.
chứng tỏ rằng nơi đây là những vùng cao hơn, nơi đây không biết rằng có bị ngập lụt hay không, nhưng nơi đây vẫn an toàn hơn những vùng hạ lưu của con đập Tam Hiệp. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.